Ngày 17 tháng 5, Công an huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước đang trích xuất camera truy xét các vụ trộm chó manh động xảy ra trên địa bàn huyện. Theo thông tin từ người dân, rạng sáng ngày 15 tháng 5, một chiếc ô tô 7 chỗ đi vào đường ở ấp chính, xã Tân Lập. Sau đó, một người ngồi sau xe mặc áo đen, quần jean bước xuống, dùng súng tự chế bắn vào con chó rồi mang lên xe bỏ đi. Toàn bộ sự việc chỉ diễn ra trong vòng khoảng hơn 20 giây và được camera an ninh nhà dân ghi lại. Trước đó, vào tháng 10 năm 2022, Công an tỉnh Bình Phước cũng đã triệt phá một băng nhóm trộm chó có tổ chức bắt giữ hai đối tượng, thu giữ một ô tô 7 chỗ cùng nhiều tăng vật liên quan.